Hôm nay thì mình sẽ đổi phong vị một tí xíu. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái quán mà nó có vẻ thanh tịnh một chút xíu. Quán Hum. Một cái quán này là với mình quán rất là đặc biệt. Mình thường hay tiếp khách hay mời những người bạn mà ở từ nơi xa tới Sài Gòn. Thì đây là một cái quán rất là xứng đáng để chúng ta mời những người khách từ xa đến, để thấy Sài Gòn cũng có những cái quán rất là tinh tế, rất là thẩm mỹ và đồ ăn cũng rất là ngon. Quán Hum nằm trên đường Võ Văn Tần ở quận 3. Chỗ đậu xe thì các bạn cứ đậu xe trước cửa quán hoặc là hỏi bảo vệ thì họ sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái quán này mình thích bởi vì cái khung cảnh ở đây, cái sự trang trí ở đây, cái sự phục vụ ở đây. Quán này là một quán ăn chay nhưng mà ăn chay theo kiểu healthy cho sức khỏe chứ không phải ăn chay theo tôn giáo. Tất nhiên là mình cũng thấy có rất là nhiều thầy, các nhà sư cũng tới đây ăn. Cái quán này nó tạo cho mình một cái không khí rất là nhẹ nhàng. Nó không có bị quá nặng nề theo cái chất của tôn giáo, nhưng mà nó tạo cho mình cái sự rất là thanh tịnh từ cái món ăn, cách trang trí món ăn cho tới cái design của cái quán rất là đẹp. Quán này thì có rất là nhiều món và kiểu của họ giống như kiểu fusion đồ chay. Cái quán này mình thích từ cái trang trí cho tới cái cách bố trí ánh sáng. Quán này giá cả hơi mắc ha, cao hơn đồ mặn, nhưng mình nghĩ nó rất là xứng đáng với cái thẩm mỹ của cái người làm quán, với cái sự tinh tế trong từng món ăn cũng như là cách phục vụ rất là nhẹ nhàng. Các món ăn rất là ngon, đặc biệt những người mà ít ăn chay như mình thì với cái quán này là những cái món chay nó rất là dễ ăn và mình thấy nó rất là ngon. Cái vị nó thanh nhưng mà nó rất là ngọt sâu từ những cái thực phẩm, thực vật. Tất nhiên là những cái nguyên liệu thực phẩm ở đây mình nghĩ họ chọn cũng rất là kỹ và cái cách nấu họ cũng rất là đặc biệt. Quán này thì cũng có rất là nhiều cái không gian khác nhau, như ở đây là tầng áp mái nhưng mà chắc buổi trưa thì tầng áp mái ít người ngồi. Ngoài ra thì còn một cái gian kế bên nữa cũng rất là đẹp. Ở đây thì ngoài bán đồ ăn thì họ cũng bán những cái đồ lưu niệm cũng như là những cái sản phẩm mà từ thiên nhiên như là dầu gội đầu, sữa rửa mặt, rất rất, rất nhiều thứ. Và bây giờ mình dẫn các bạn qua một cái gian kế bên, cũng là cái gian của nhà hàng Hum. Đây thì có một cái không gian họ ngồi bàn thấp, ghế thấp. Thì mình để ý thì ở đây có rất là nhiều khách nước ngoài, đặc biệt là những người Nhật rất là thích tới đây. Cái quán này đặc biệt, ở trong cái quán này nó có hai quán, ở trên tầng cao hơn có một cái quán mặn mòi. Quán mặn mòi này bán món mặn. Ở đây đặc biệt khi bạn ngồi ở quán mặn mòi ở trên cái tầng trên á, bạn có thể gọi đồ chay lên để ăn cùng ở trên cái quán mặn. Nhưng nếu mà các bạn ăn ở dưới quán chay Hum thì bạn không có gọi được cái đồ mặn xuống quán chay. Mình nghĩ cái đó cũng hay dành cho những cái nhóm bạn mà có người thích ăn chay, có người thích ăn mặn thì cũng có thể ngồi với nhau được. Và cái quán mặn mòi này mình sẽ làm một cái clip khác để review cái quán mặn mòi này. Quán Hum và một quán mặn mòi, họ có hai cơ sở, một cơ sở là ở Võ Văn Tần và một cái cơ sở nữa cũng rất là đẹp ở quận 2, khu Thảo Điền. Thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái quán mặn mòi ở các clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 20:30 tối Chủ nhật và thứ năm hàng tuần. Thông tin chi tiết mình sẽ gửi để ở đằng sau clip để các bạn tiện theo dõi.